năm tôn giáo lớn nhất thế giới một Kitô giáo tín đồ khoảng 2,4 tỷ người nguồn gốc bắt nguồn từ các giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô ở thế kỷ một tại khu vực Israel ngày nay niềm tin chính tin vào Chúa ba ngôi Chúa Cha Chúa Con và Chúa Thánh Thần cuộc sống vĩnh hằng và sự cứu rỗi qua Chúa Giêsu Kitô kinh thánh cựu ước và tân ước nhanh chính công giáo trinh thông giáo tin lành hai hồi giáo tín đồ khoảng 1,9 tỷ người Nguồn gốc xuất phát từ bán đảo Ả à Rập vào thế kỷ 7 với tiên tri Muhammad là sứ giả của Allah. Niềm tin chính chỉ có một thiên chúa, Allah và Muhammad là sứ giả cuối cùng của người. 3. Ấn Độ giáo Tín đồ khoảng 1,2 tỷ người. Nguồn gốc hình thành từ hơn 4.000 năm trước ở Ấn Độ không có người sáng lập cụ thể. Niềm tin chính, niềm tin vào sự luân hồi, nghiệp báo và giải thoát khỏi vòng sinh tử, mốc gia. Tôn thờ nhiều vị thần như Vishnu, Shiva và Brahma. 4. Phật giáo. Tín đồ khoảng 520 triệu người. Nguồn gốc: sáng lập bởi Siddhartha Gautama, Phật Thích Ca vào thế kỷ 6 trước công nguyên ở Ấn Độ. Niềm tin chính: mục tiêu là đạt đến giác ngộ và thoát khỏi vòng luân hồi thông qua Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế. Kinh thánh: Tam Tạng. 5. Tôn giáo dân gian, bao gồm tín ngưỡng dân gian và thờ cúng tổ tiên. Tín đồ khoảng 400 triệu người. Nguồn gốc: các tôn giáo và tín ngưỡng bản địa của nhiều dân tộc khác nhau, chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Niềm tin chính thờ cúng tổ tiên, tôn trọng thiên nhiên và tín ngưỡng linh hồn. Các thực hành thờ cúng khác nhau tùy thuộc vào từng vùng và dân tộc. Kinh thánh không có kinh sách chính thống, dựa nhiều vào truyền thống và phong tục dân gian. Mỗi tôn giáo này đều có những giá trị, phong tục và giáo lý riêng, nhưng đều mang đến ý nghĩa tâm linh và đạo đức sâu sắc cho hàng tỷ người trên khắp thế giới.